Giờ mình đi nhà mình đi lần cuối đi Vũng Tàu nha mấy bạn. Bây giờ mình đang đợi xe để chở ra đi về Vũng Tàu luôn. Mình ra điểm của nó rồi xong mình chở mình đi ra Vũng Tàu luôn. Đấy, mình sẽ quay cho mấy bạn coi khách sạn mình ở và Vũng Tàu đẹp như thế nào nha. Bye bye mấy bạn. Không, trên xe có nhiều lắm mà. Tới nơi rồi, xong tới nơi rồi. Bây giờ em mình nó đang check in ở trọng á, còn mình với mẹ mình đang đi vòng vòng coi thử cái xung quanh có gì, đặng chút nữa mình sẽ xuống ăn. Khách sạn mình ở đây nè. Nhìn hướng bên kia là biển nhưng mà này hướng đây là hướng đồ ăn hả? À mẹ, phải không? Giờ bây giờ đi vô. Mấy bạn đi theo mình đi vô đi. Chút nữa mình sẽ quay cho mấy bạn coi phòng ở đây, phòng này đẹp lắm. Giờ này mình đi vòng vòng ngoài đường tại vì tới 3 giờ mình mới được lấy check in phòng mấy bạn. Đi vòng coi coi có cái gì không á. Ở ngoài nóng lắm. Cả nhà mình ở phòng mấy? 1602. 16 không? 1602 là từng. Cả nhà đều đi đi. Mọi người ơi, mọi người. Mọi người ơi, mọi người nha.
đi bà con ơi. Chị đi đâu mẹ? Tắm. Tắm đâu? Đi ra biển. Tắm biển hả? Hay tắm hồ bơi? Coi nào nắng thì chạy. Nắng. Đi. Có Hương chút xin con nha. Mời cái chị ra. Thôi xuống tắm. Có gì cắn đâu mà lại gì cứ vậy không? Nó có gì cạn đâu hả?